hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tất cả người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các trụ cột an sinh của Đảng và Nhà nước. Qua đó, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,628 triệu người trong năm 2023, tương ứng với tỷ lệ bao phủ là 93,35% dân số. Tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi của mỗi người dân, mà còn thể hiện trách nhiệm tuân thủ pháp luật và tinh thần tương thân tương ái để chia sẻ với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh, được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, qua đó giúp họ có thêm động lực, niềm tin trong cuộc sống. Có hoàn cảnh khó khăn, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh, áp lực kinh tế để chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với bà và gia đình không hề nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nhiều khoản chi phí được nhà nước chi trả đã giúp bà giảm nỗi lo về kinh tế, có động lực để an tâm điều trị. Tôi được hưởng 80%, còn hiện nay thì tôi chưa ra viện nên là thanh toán thì chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà người tư vấn là của tôi là thay khớp gối là đóng là 40 triệu. Bảo hiểm của tôi mà được trên 5 năm thì sẽ được hưởng 100%. Chính sách bảo hiểm y tế đã thể hiện ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế có thể kể đến như trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được nhà nước hỗ trợ khi tham gia tùy theo từng đối tượng. Đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tham gia theo hộ gia đình, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, v.v. được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh gần địa chỉ nơi đang sinh sống để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và có thể được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Khi khám chữa bệnh đúng quy định, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80-100% chi phí khám chữa bệnh tùy từng đối tượng. Đồng thời, giúp người tham gia bảo hiểm y tế giảm gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh khi không may bị ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính, điều trị kéo dài. Người nhà tôi thì là bị viêm phổi suy hô hấp, thì nhập viện thì là tháng trước, cũng là được gần một tháng rồi. Trong quá trình điều trị ở đây thì cũng có những cái chi phí nó cũng tương đối là nhiều, nhưng mà cũng rất may là có cái bảo hiểm y tế cũng đỡ đần, được giảm chi phí cho gia đình tôi rất nhiều. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trung bình mỗi ngày sẽ tiếp nhận khoảng trên dưới 100 bệnh nhân đa dạng về các loại mặt bệnh, nội ngoại sản nhi rất là nhiều. Khoảng 90% bệnh nhân của chúng tôi là có bảo hiểm y tế. Khi có thẻ bảo hiểm y tế thì bệnh nhân sẽ đỡ được rất nhiều chi phí. Có rất nhiều các bệnh nhân nặng, mãn tính, bệnh nhân nặng và chi phí điều trị cho những bệnh nhân này rất là cao. Và trong số đó có những bệnh nhân phải nằm viện gần như là thường xuyên và phải sử dụng các dịch vụ như là thở máy hay là sử dụng các cái bệnh nhân sốc, các dịch vụ kỹ thuật cao của bệnh viện. Và trong những trường hợp như thế thì chi phí rất là tốn kém. Là bệnh nhân có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ thanh toán theo phần quy định của thẻ. Cùng với việc mở rộng quyền lợi, tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng đã được các cơ sở y tế tích cực triển khai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông điện tử dữ liệu bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán và giám định, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, phân tích đánh giá sự biến động của chi phí khám chữa bệnh để đưa ra các giải pháp trong việc kiểm soát, quản lý chi phí khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chúng tôi phát triển về công tác chuyên môn kỹ thuật, các tăng cường công tác thu dung và phát triển các kỹ thuật mới. Bên cạnh đấy thì là đổi mới và cải cách các thủ tục hành chính để có thể là làm giảm cái thời gian chờ đợi của người bệnh và tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đấy thì bệnh viện cũng tăng cường công tác tập huấn, công tác giao tiếp ứng xử để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Và về cơ sở vật chất của bệnh viện thì cũng được cải tạo, nâng cấp để đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Có thể khẳng định, cùng với chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi bị ốm đau không bị rơi vào cảnh nghèo đói. Thời gian tới, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chính sách về bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia vào thụ hưởng chính sách trong bối cảnh mới.